bà cô chú chị em và bạn thân yêu. Bữa trước thì Trung có dẫn mẹ đi mua đồ Tết rồi, mẹ với Vi mua đồ Tết rồi, rồi mà mẹ chưa có đôi dép cho nên là bữa nay Khánh dẫn mẹ đi vô siêu thị chơi, thẳng mua dép cho mẹ Tết có mẹ mang luôn. Khánh xin mời em và cô chú anh chị cùng đi với Khánh. Khánh hứa. Khánh hứa gì? Khánh hứa gì? Khánh hứa con tới đây thì mẹ tôi con ngoan nhất đời này luôn. Chắc không? Nói sao hả? Nó là đặt cho nó giống Nobita. Nó giống mèo. Giống như giống Nobita ngoài đời thật. Chơi nha đây. Nó sợ cái này cô. Nhưng mà chị nghĩ nó sang miễn phí cho cô. Ghé khách sạn miễn phí hả? Có sao đâu. Có sao bên này nè cô. Không phải rồi. Các bạn ai còn ghé khách sạn miễn phí thử không? Để coi ngoài nè. Nó gỡ đầu ra. Nó gỡ đầu vô chưa? Cái rồi cũng không được. Em thấy sao ạ? Thấy sao? Bé. Đi nhà bé đi. Hết rồi đây con. Nắm tay giữa đi. Bây giờ tôi có ngồi trải nghiệm với massage được chưa? Chưa, nhỏ tới một chút mới ngồi. Lần đầu tiên muốn con. Lần đầu tiên. Đây là được tiên để phân cho con thử cái độ không trọng lực. Nó sẽ thả cô về đằng sau á. Và cái cơ thể của cô sẽ cảm nhận như hơi lông. Đắp lưng, cái người đắp lưng. Hơi lông lông uống chụp. Cái gì quảng cáo cho cưng luôn á nha. Đi hả, chú anh chị. Anh đi thấy còn ngại không? Tụi con bảo hành cho cô 6 năm luôn. Đúng rồi, tụi con là hàng thịt. Cái dòng này bảo hành cho mình 6 năm đó cô. Con 37, con 37 mới cho cô trong vòng 1 năm. Nếu mà bất kỳ lỗi gì, thay đổi máy mới cho mình luôn trong vòng 1 năm. Cái dòng này á, giá niêm yết của nó, đây để con tính giá giảm nha. Tại vì hiện tại đang giảm giá riêng cái máy này nha. Cái dòng này nè, hiện tại cho em đang giảm riêng cho cái máy này là 60%, thì giá niêm yết của nó là 80 triệu, giảm 60% là nó còn. Đây, đến trừ 60% cho máy. Giờ là nó còn 32 triệu quá chị, điều khiển bằng giọng nói luôn. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Nâng lên. Tại vì nãy cái này nè, nó bùng lên bùng xuống đó cô, cái nó không nghe thấy cái tiếng này. Cái nó không nghe được. Rồi, xin chào. Hạ xuống. Đó. Tại nãy em vừa học được nói em đứng lên nè, em nghe cái tiếng này nè. Cái giọng này nó sáng như cái cảm em bằng. Thì thấy cái máy thật mình không? Thấy cái ghế thật mình không? Con thấy ghế nằm tả giữa trần. Sao con? Con đâu có nằm đâu đã. Con đâu có nằm đâu đã. Hỏi bà ngoại đã không?
đây nè, nó cũng có nhiều bài tập cho mình lắm các cô. Đây là bài 2 nè, 3, 4 nè, 5 nè. Nó nhiều bài tập cho mình. Không, cái dòng này hàng Nhật đó chị. Dòng này hàng của Nhật. Đúng rồi, trẻ trên, trẻ ở đây, chỉ có bác trẻ thôi, có đây, có bác, đây của bà già.
Mẹ hỏi đồ chơi. Bây giờ mẹ hỏi là con mua đồ chơi hay mua đồ này? Hỏi một lần nữa đó. Con đồ đồ chơi hay là đồ dài áo áo đầm Tết này, áo dài Tết này. Mua nào suy nghĩ cho kỹ nha. Mua đồ chơi. Mua đồ chơi hay mua đồ này? Mua đồ chơi. Mua đồ này hay mua đồ chơi? Mua đồ chơi. Mua đồ chơi là Tết là ở nhà đi chơi đồ chơi khỏi bận đồ này nha. Dạ, vậy con mua đồ này. Vậy con suy nghĩ kỹ đi, con kể suy nghĩ đi. Mua đồ này ha, mua đồ chơi. Mua đồ này. Mua đồ này phải không? Rồi con lựa đi. Con thích mua đồ này nè. Đồ đó hả? Đồ đó không thì con thích đồ này, con thích đồ màu. Màu hồng này đẹp hơn nhỉ? Cái này sẽ tạ hấp quá, sẽ tạ cao lên xíu nữa bận váy nó mới đẹp. Oh, hi.
mới lấy ba đồ đồ gói hả? Con trai nè, gói. Con trai nè. Trước mình đem ra kia tiền hả? Từ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này cái giò heo xông khói của hả chị ra mua. Thanh cua hả hai? Bên tủ hả? Mua giỏ này hồi tính tiền luôn. Tiện không? Thanh cua kìa hai. Con.
cho Thánh đi chơi xíu mà Thánh với qua đi vòng vòng kiếm gì mua ăn. Ở đây thì Thánh thấy nè, mứt vừa non là vừa cái cải của mình vừa non non á, dẻo dẻo. Cả này ta thấy mặt phe, cái này có mứt vừa nước đấy nè. Cái này là vừa nước nè, ta làm mứt. Khánh đi tới rồi Khánh thấy có cái này nữa, cái này là táo tàu nè. Khánh nhớ hồi đó mẹ Khánh hay mua cái này cho ông nội ăn lắm, hồi Khánh còn nhỏ xíu à. Giờ thấy cái này thấy ngon, mua. Cái này là 109.000 ký. Qua không hay thôi lấy rồi. Thôi. Giờ mẹ thấy gạo muối mẹ sợ vậy lắm. Rồi không phải không biết là bữa đó lý do ăn gạo muối bị hay là bữa đó là vô tình mẹ bị bệnh đó. Rồi qua, lo về ra. Nên giờ tối rủ mẹ về đây thì thấy mẹ ăn. Ừ.
cháu lấy gì? Muối. Muối muối ớt chanh. Hương vị của mẹ. Hương vị của mẹ hả? Lý do là Khánh Vy ăn còn có nửa cái dĩa, đây là cái dĩa tương cà của Khánh Vy mà còn có nửa cái à. Lý do là hồi nãy là nguyên cái rồi. Rồi cái Khánh Vy là chạy đi tới đi lui lộn xộn cái văng cái dĩa tưng lên cái là còn có nửa cái thôi. Thì cho Khánh Vy ăn nửa cái dĩa luôn. Cho Khánh Vy biết là mai mốt ăn phải cẩn thận lại, nghe không? Hết. Xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn với gà với chả với nhà Khánh nha. Ăn miếng gà hả? Mẹ ăn miếng đi, ăn gà. Mẹ không dám ăn. Mẹ sợ. Ăn dưa với ăn chả. Ăn dưa hả? Ăn được không con? Mình nói được Khánh Vy ăn về đó bụng quá chừng đó luôn. Không cái đòi ăn đùi gà với lại khoai tây. Là nãy giờ ăn khoai tây rồi, đùi gà thì còn ở đây. Còn ngoại nói em mua khoai tây chứ không phải nói luôn nha. Ừ. Mẹ ơi, đi siêu thị thấy vui không? Đã vui rồi. Gà này nó dai, này nó giòn nè. Con tả hái vô siêu thị rồi. Con tả đi siêu thị quay nãy đi. Nãy đi thì mất bệnh đòi nữa nha. Cái gì? Miễn đòi đi siêu thị đó nha. Dạ. Dạ. Có phải chạy gì không? Hả? Có phải chạy gì? Không tiền mua đồ mua đi hoài. Bên này con hoa ngoã, mẹ thấy gì nó chẳng đây. Ừ, đúng hả? Bữa nay con ngoan không? Ngoan. Cũng ngoan ngoan. Cũng ngoan ngoan. Chạy đi làm mẹ đấy. Ta cho mẹ tiếp nha. Hả? Mẹ mẹ đã thầy tiếp nha. Bữa nay gọi thôi nữa gì. Bữa nay Khánh Vy siêu thị đi mua được cái gì? Mẹ ăn chả nè. Mua từ tập đó. Thôi ăn rồi, ăn mấy cục này. Nhìn chả hả? Đúng em mua được bộ đồ tết. Mày mua được cái gì nè? Có phô cầu nè bà. Em ơi, mua được đồ tết. Ăn à? Ăn hai ơi. Mua được bộ đồ tết. Vì á, nó chưa biết ngon tết chứ con hồi đó cỡ nó là ngon tết à. Ngon tết được lịch sĩ hả? Ừ. Ngon tết được lịch sĩ rồi đó ha, ngon tết được thêm tuổi. Ờ. Thầy có ta. Người ta cho con gì thì thiếu lắm á. Người thầy nhỏ đó, người ta con gì thì thiếu lắm. Ai cho hay vậy? Nhớ là thầy đã thay đổi á. Ai cho? Tụi em vô mượn dữ thay. Ủa cho con 2 triệu tiền đâu mà tụi em vô. Hai miếng, hai miếng. Dễ
sợ đông người, người ta đi qua đi lại rồi dịch này kia, cho nên thôi em mua gì về nhà ăn một xíu. Thì ở ở luôn thì em cũng không thẳng rồi thẳng hái bữa ăn rồi em phải giỡn bớt tay nha, mà giỡn bớt tay nha bị dịch sợ mẹ tính tình cảm cho nên là mua về nhà ăn luôn, ăn chút xíu gì cho nó rồi không dám giỡn bớt tay nha. Dạ đúng không? Sao làm sao hay quá hả? Cái giá dòng đúng mà nó độc hại vậy. Hả? Nếu mà đọc bằng tao bán không sao quá. Nó mới lên mày á. Tức hiểu cái này trả vậy á. Cũng mệt. Tìm cái mẹo hả? Thì nay thì Dung đi Đồng Tháp. Đồng Tháp chưa về nhà chứ rồi ăn Dung về nhà rồi rủ lên đây ăn. Chị ba biết ăn nhậu muối không ạ? Chắc biết hả? Ăn đúng rồi. Chị ăn, ăn. Chị ba ăn rồi. Ăn. Dưới là đâu cũng ăn khái, ăn khái vậy. Thì sao? Con đã khái vừa đó. Tao đi hỏi mãi rồi. Tao mãi đỡ coi điện thoại. Đừng nào mà hết ra được. Mai mai nó tới rồi, nó gầm tới lên rồi nó gầm tới bất mở rồi á. Là chưa bất mở. Gầm ngoài đường đông lắm, nó chạy ngược kia xuôi á. Người đi chỗ này, người đi chỗ kia. Nó đi đi ngang bên chỗ trong bông. Lâu lâu coi bên cầu hầm luôn. Ông nở cái tên. Không hả? Không thà luôn á hả? Dài mắt ra. Không mình ăn hả chứ lâu tàn á. Mình ăn tới tới hai mấy lần bán dừa đó. 20 tới lên á, bán dừa rồi. Đó rồi mấy người nữa đem ra rồi. Mẹ ơi, cái tài đi. Hả? Cái tài đi. Sắp đồ mới rồi tỏ à. Mấy cái băng nhà mình tẻ nè. Tỏ tẻ rồi. Tẻ. Ăn bếp tẻ. Ăn bếp tẻ. Tẻ ăn bếp tẻ. Nhà mình đâu cũng không ăn tết gì đâu. Hồi nãy vô trong siêu thị thấy người ta bán bánh mứt quá chừng mà thấy không? Bán gì? Mứt hết quá rồi mứt luôn. Mứt tết á. Chị này có mua mứt 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 gì đó. Táo tạo gì đó. Chị nói giống hồi đó mẹ mua cho nội ăn á. Táo tạo thứ hồi đó mẹ mua cho nội ăn á. Nó giỏ không mà nó ướt 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 á. Mẹ nhớ không? Hồi đó ông nội mình sống lâu lâu mẹ kẹo bó cậy mẹ mua cho ông nội tấm gì nè ăn. Không đòi ăn, không mua. Không đòi ăn. Ông nội. Ông nội á. Có ông trà là, mứt trà là đó. Dễ lúc đấy á. Mứt trà là nó ăn ngọt ghét quá à. Mà mứt cay đây là sao? Tông. Nãy một miếng 3 con gà mứt. Có tạ. Con không thích ăn mứt mà mấy cái ngọt ngọt ngay hay con mứt nè. Công nhận nha. Nếu mà con gà luộc á mình ăn rất là nhanh. Mà con gà ủ muối mình ăn rất là lâu luôn á. Nó dai vậy. Nó dai. Thật nó dai rồi. Mày ăn hết đi, uống bia đi. Đừng nói. Ăn hết đi. Không nói à. Có cái đuổi. Không mua đó mà. Chị không ngọt thiệt á. Thôi giờ ở nhà khả năng tới đây cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Bữa nay thì đi chỉ mua được cho Khánh Vy bộ đồ thôi, không mua được cho mẹ đôi dép. Tiền thì không có ạ. Hay là Khánh xin chúc ông bà cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và bình an. Còn bây giờ thì ở nhà Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại nha.